Thông thường đó, buổi sáng đó thì chúng ta có cái bài pháp lúc 10 giờ bằng tiếng Việt, buổi chiều đó là song ngữ của Việt và Anh. Đó là lý do tại sao sư Chắc Ma xin phép là được ngồi đây để học. Không phải cái nào cũng giỏi cũng phải có cái học chứ. Sư học ngày tiếng Pali, bây giờ ngày phải học sư tiếng Anh thôi. Usually in the morning we have the double lectures on in Vietnamese, but in the afternoon we have a lectures in the bilinguals, English and Vietnamese. And today we are going to discuss about the three realms. In a samsara, people sometimes confuse with the three realms and six ways. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học về ba cõi mà ở trong kinh sách thường thường nói con người ta chết rồi đi đầu hai ba cõi sáu đường. Ba cõi nó tương ứng với ba loại tham ái. Ba cõi đó tương ứng với ba loại tham ái. Và nếu chúng ta biết được thì chúng ta loại trừ các tham ái thì chúng ta chẳng có đi cõi nào hết đó. Có thứ ba cõi hoài rồi sáu đường. Ở đây ai thích sinh tử luân hồi ba cõi sáu đường cũng tự nhiên thôi, trách nhiệm của sư là nói thôi. My responsibility is to tell you what the Buddha teaching. I'm not concerned which way you lie. You want to go up, you go down, or it's up to you, your choice, and you practice. Before we commence the lesson, I sincerely request the members of the Sangha and all the people, Buddhist members, to pay respect to the Buddha. In a short form, trước khi chúng ta bắt đầu, sư thỉnh cầu tất cả chư vị chúng ta cùng nhiếp tâm, chúng ta niệm Phật cho nó phải pháp. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. Kính thưa đại chúng, ngày hôm nay chúng ta học về ba cõi. Today we study about three realms in the samsara. People usually talk about three realms in six ways. After you die, you go to one of which is three realms. And six ways including the hell, the animal, the ghost, or something. But today we only focus on the three realms. Trong kinh sách thì có chép là ba cõi sáu đường. Sau khi chết chúng ta có lăn trôi trong ba cõi sáu đường trong vô lượng kiếp mà không thoát ra khỏi. Thế thì riêng ngày hôm nay ba cõi sáu đường nó nhiều thứ lắm, sắc giới, vô sắc giới, rồi dục giới, rồi nữa là cõi của súc sanh, ngạ quỷ, atula. Nhưng ngày hôm nay chúng ta chỉ chú trọng có một cái bài học ngắn thôi. Đó là ba cõi đó là gì? Chưa đi sâu được vào ba cõi đâu, qua rất nhiều bài. Từ hôm nay trước đến nay chúng ta đã học 14-15 bài. Chúng ta mới hiểu được là tại sao ta có mặt ở đây, tại sao ta phản ứng như thế, tại sao ta nói như thế, tại sao ta ăn như thế. Rồi bây giờ chúng ta học là sau khi chúng ta sống ở đây rồi, chúng ta đi đâu chắc chắn là ai cũng chết. Hồi nãy quý vị nghe cái bài kinh rồi đó, ai cũng chết. Mà khi chết thì chẳng biết mình đi đâu. We have listened to the Dhamma's chanting. Everybody must die. Nobody run away from the death. Death is inevitable. Cái chết là đương nhiên. Không ai có thể tránh khỏi cái chết. Nhưng mà chết rồi đi đâu? Where will we go after death? The sutra say, if we don't practice seriously, we wouldn't know. Because we
accumulate ignorance, craving. Craving is one sensual factor. Ignorance and craving lead us to the samsara. Trong kinh sách thì có chép rất rõ chúng ta trôi lăn trong ba cõi sáu đường trong vô lượng kiếp vì chúng ta vô minh và tham ái. Có hai yếu tố không? Vô minh, ignorance. Ignorance is not to know the truth. Cái chữ vô minh đó, mà nếu nói theo chữ bình dân đó, là không biết. Mà nếu nói không biết đó, thì nói theo ngôn ngữ mà ngoài chợ, ngoài đường đó, thì ta nói là ngu. Thế có gì đâu, không biết là ngu cái gì. Đâu có việc đơn giản lắm. Mình ở đây tu học, mình nói cái gì cho nó dễ hiểu và dễ thực hành. Chứ còn nói chữ vô minh nó khó hiểu và nó mường tượng. Nó ngu là biết liền ngu cho nên nói bậy, ngu cho nên làm bậy, ngu cho nên hành xử bậy, để rồi phải chịu cái quả báo. Đó là ngu chứ có gì đâu. Tôi sắp sanh để rồi tôi chịu quả báo. Tôi nói bậy để rồi tôi chịu quả báo. Tôi gian dâm để rồi tôi chịu quả báo. Tất cả cái đó là do ngu hết. Nếu mà khôn một chút người ta biết, hay là if we know the consequence of our actions, we wouldn't commit that action. Because the consequence is an inevitable. It's horrible. That's very simple. So ignorance means not to know the truth, know the consequence of our action. Now, bây giờ chúng ta thử hỏi ba cái cõi đấy. Nó là gì? Nó là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Trong kinh sách chép rất rõ chúng sanh đi ba cõi sáu đường. Và ngày hôm nay chúng ta biết là ba cõi này. Nó gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và sáu đường á thì nó gồm có người phước lắm mới sinh ra đời con người á quý vị. Người súc sanh, súc sanh là những cái loài cầm thú có cánh hay là có bốn chân hay tám chân, có vây cá này kia bơi lội được các thứ. Ngạ quỷ chết rồi á, Phật nói trong kinh đó, 99.9% là rớt vào ngạ quỷ. 99.9% rớt vào ngạ quỷ. Tại vì đói khát tham lam đủ các thứ. Chút xíu nữa chúng ta sẽ biết cái loại đói nào mà chúng ta rớt vào trong đấy. Thân nhân của chúng ta, Đức Phật nói với ngài An Nan, 99% rớt vào ngạ quỷ. 99% of the people after death landed into the ghosts, hungry ghosts, animals, not many become persons or men. If you don't try to cultivate your marriage, you don't have the clear mind, and you will be born as an animal, ghost, hell, go to hell, đi địa ngục. That the sixth way, we keep revolving in sixth way. Chúng ta kiếp, chúng ta liên tục cứ đảo lộn hết đường này cái đường kia, sáu đường trong vô lượng kiếp.
hết làm súc sanh và làm ngạ quỷ, hết làm ngạ quỷ để đi xuống địa ngục, hết xuống địa ngục trả những quả báo tội ác vi phạm rồi cái tu tập khác khá cho nên làm người tu giỏi hơn nữa làm chư thiên, chư thiên hết phước rồi lại rớt xuống làm súc sanh. Sáu đường này liên tục như thế vô lượng kiếp. We continue to revolve ourselves up and down, go up and go down in a sixth way. And here we have three realms. The first one have the sensuality. Cõi dục giới tức là cõi nó có cảm giác. Cõi dục giới là có cảm giác. Thí dụ như là mùi vị, ánh sáng, cảm giác của mùi vị mình vừa thích hay ghét. Mùi cầu tiêu mùi 10 ngày không chùi á là khó chịu cái mùi mùi đó. Cái mùi nó ảnh hưởng gì tới cái sân mà mình phát sân. Rồi á ăn cái món gì ngon. Như trưa nay ăn món ngon cái tự nhiên thích đó là tham. Nó lập tức nó cái tham nó phát sinh liền. Nó theo cảm giác nó đi theo năm căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, nhìn thấy vừa thích thì ghét, tai nghe vừa thích thì ghét. Nếu người ta chửi mình ghét, mình nổi sân lên, mà ta khen mình thì sao cô tu hiền quá, cái nghe cái lỗ mũi như cái cà chua. Tức là theo cảm giác những cái chúng ta đang sống thế này. Rồi sắc giới là nó chỉ có ánh sáng rồi ở nơi ấy, chẳng hạn như là cõi chư thiên, các ngài không có ăn uống gì đó, các ngài muốn gì đó, nhắm mắt lại cho là khó rồi, tại vì cõi đó cõi phước báu lớn. That's a form. That's the known form of vision and vision. And known vision. Cái mình thấy được, cái là không thấy được luôn, cõi vô sắc giới. Today we only focus on the three realms. Briefly, how it operates, what it is, where does it come from. Try to understand on the surface of the six realms. Ngày hôm nay chúng ta chỉ học một cách sơ lược ba cõi này là gì và ở đâu nó xuất hiện, cách hoạt động của nó như thế nào để chúng ta hiểu thôi. Chúng ta ngồi thiền á, chúng ta làm vào những cảnh giới này có nhiều khi quý vị lạc vào mà quý vị biết không? Cái này chúng ta quan sáu đường á, chúng ta quan học. Today we are not going to study six way, so we don't have time. It takes long, long time. We have studied 14 lecture already. I return here only 1 week, every day 2 lessons. 14 lessons already. Sư mới quay lại đây có chừng một tuần này, một ngày 2 bài, sáng bài, chiều bài, tức là 14 bài. 14 bài thì quý vị ở đây mới hiểu được cái khái niệm là tại sao ta có mặt đây, tại sao ta sinh ra như ta đang là, đàn ông, đàn bà, thông minh, ngu dốt. Mới hiểu được sơ sơ thôi, chưa đi sâu được đâu. 14 bài rồi. Cho nên không hy vọng rằng trong nửa tiếng đồng hồ chuyện đó thì chỉ có Phật làm với sư làm không được đâu, tức là phải có thời giờ từ từ để giải thích cho nó rõ ràng. We don't have time to study all everything. We only study abstract of the three realms. Now, the first realm is a sensuality. The first sensuality. Thank you.
sensuality is somewhere we have the sense to feel, to react. Cái thứ nhất là cái cảnh giới của dục giới vì nó có cảm giác, tức là nó có sense. Thông qua mắt tai mũi lưỡi, nó có cảm giác. Và khi nó nhận biết thì nó phản ứng trở lại. When we sense something, we react accordingly. Khi chúng ta thông qua năm căn, mắt, tai, mũi, eyes, ear, nose, tongues, body. Cái thân, cái da này cũng vậy, nóng lạnh nó cũng tạo nên cảm giác. Và khi nó phản ứng với chúng ta thì chúng ta phản ứng lại. We react in opposition to what we sense. I give one example. If this room is too hot, we will react accordingly. One way to react is to turn the fan. Thí dụ như là cái phòng này nó nóng quá, thì chúng ta nhận biết là nóng vì cái thân của chúng ta nó nhận biết cái nóng, thì chúng ta sẽ phản ứng là một trong những cách phản ứng, có nhiều cách phản ứng lắm. There's many ways to react to the what we sense, but one way certainly we will do is to turn the fan on. Nhiều cách để chúng ta phản ứng lại, nhưng có một cách rất đơn giản để chúng ta phản ứng là cho cái quả chặt, để cho nó mát. Đấy. We turn the fan on to create the wind flow, and we feel better. Khi chúng ta, cái phòng này nó nóng, cái thân của chúng ta nó chạm với cái nóng, thì chúng ta sẽ phản ứng là chúng ta sẽ mở cái quạt. Mà mở cái quạt thì gió nó thổi, và gió nó thổi thì chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Would the temperature in this room reduce by the fan? Nhiệt độ của cái phòng này khi chúng ta mở quạt nó có giảm không, thưa chư vị? Có không? Không, chính xác. The temperature in this room stays the same. Before we turn the fan on, it's 40 degrees Celsius. After we turn the fan on, it's still 40 degrees Celsius. If you don't believe it, touch the thermometer, you measure it. All the same, it's great. But why we feel upset without the fan, and we feel better with the fan? Tại sao khi cái nhiệt độ nó giống nhau, mà tại sao trước khi mở quạt thì chúng ta bực bội, mà mở quạt lên thì chúng ta hết bực bội? These things means we are living in illusion. Chúng ta sống ở trong cái ảo ảnh, sống trong cái sự nhầm lẫn, trong cái sự vô minh, si mê. Cho nên cái gió thổi thì chúng ta nói nó mát, mà thực sự ra nhiệt độ trong phòng giống nhau, nó không bao giờ mà nó thay đổi được, ngoài trừ trường hợp mở máy lạnh này. Còn mở gió thì là bắt buộc nhiệt độ bên trong và nhiệt độ bên ngoài giống nhau. Unless we use the air conditioner,
We have a different temperature, but we use only the fan. The temperature must be the same. I checked it many times. I put a measurement, thermals all the same, 40 degrees all the same. But why we feel better in one case and another case we feel upset? Tại vì chúng ta sống quen rồi, chúng ta cái thân chúng ta nó quen với cái gió, đấy là cảm thấy nó, cái cảm thấy này này gọi là cảm thọ, một trong năm cái ngũ quan. Feelings is one of five aggregates. Because we don't have the knowledge, we don't have the wisdom, so we feel by illusion, by ignorance, not by wisdom. It's a fake temperature. Cái mát này đó là cái nhiệt độ giả chứ không phải nhiệt độ thiệt. Nó tập cho mình cái ảo ảnh quạt để mát, nhưng mà thực sự là nhiệt độ giống nhau, chẳng có gì khác cả. The temperature all the same, but we feel better because we have been doing like that, reacting like that from the childhood. Tại sao chúng ta cảm thấy cái khi có cái quạt chúng ta cảm thấy hạnh phúc hơn? Là tại vì từ nhỏ tới lớn chúng ta đã được huấn luyện như vậy rồi. Hãy nóng cái mèn mở cái quạt lên hay nó mát, không khóc nữa, và cứ như thế nó quen. Thế thì những cái thông tin mà gọi là mát hay không mát nó đi đâu? Nó từ nơi năm năm này nè, nó thu lượm các cái thông tin. All the five sense organs. Receive the external information. Năm cái giác quan của chúng ta nó tiếp nhận những cái thông tin từ bên ngoài đưa vào, nhưng mà nó đem đi đâu? Where do they reside? Where do they place? Where do they put? Về vấn đề nó trốn ở đâu, nó cất ở đâu, nhét vào cái chỗ nào. According to the sutra, Buddha never talked about it. But after the Buddha death about 500 years ago, people create something, and they say it, they store in the consciousness. Khi năm cái căn nó nhận những cái thông tin từ bên ngoài mà nóng lạnh khó chịu ánh sáng tối này kia các thứ, thì nó tạo nên cái thông tin. Thì những cái thông tin đấy nó giữ ở đâu, nó trốn ở chỗ nào? Kinh sách thì nói nó nằm ở trong cái thức, cái thức. Consciousness is also one of the five aggregates. Cái thức này cũng là một trong năm cái ngũ uẩn. Sắc nè, thọ nè, tưởng nè, hành nè, thức nè, nó nằm ở trong cái thức. Kinh điển Bắc Tông, The Mahayana Sutra say the same thing as well as the Theravada Pali. They said the same thing. Every information come back to the consciousness. Consciousness is storage of information. And it accumulates. The important point is it keeps accumulating. Accumulating. Tức là nó cứ tích trữ, tích trữ. Now, the first question is, where is the consciousness? Câu hỏi đầu tiên là, cái thức nó nằm ở đâu? Nó nằm trong bụng, nó nằm trong tim, hay nằm trên não?
where the consciousness reside, in our brain, in our mind, in our heart, in our body, in our stomach, or somewhere. The memory of the events, the memory of the reaction, where they stay. Những cái mà thông tin từ nơi năm căn chúng ta nhận được thì nó nằm ở đâu? Nó nằm ở đầu, ở não, ở tim, ở gan, ở ruột hay chỗ nào? Phải biết chứ. Nếu không biết thì chúng ta trở thành ra vô minh, nói theo lối bình dân là ngu. Không biết làm sao chỉnh đó, phải biết nó mới chỉnh nó được. Biết mặt mũi nó, phải biết nó ở đâu, giống như là quý vị. Similarly, you have to know where it's there. Like you want to capture a robber, you have to know the face of the robber. You have to know where they stay, and then you can send the army to capture them. Khi các bạn như nhà vua đó, mà muốn bắt một tên cướp, thì trước hết phải biết mặt mũi cái tên cướp đó, và biết nó trốn ở đâu, rồi mới gửi quân lính đi tóm đầu nó. Bây giờ không biết mặt mũi nó đi ngoài đường cũng đâu có biết. If we don't know the face of our enemy, and we don't know how they, where they stay, we cannot capture them. So where is the consciousness? Nếu chúng ta không biết mặt mũi, mà chúng ta biết nó trốn chỗ nào, làm sao chúng ta tiêu diệt nó được? Mà nếu không tiêu diệt được thì, if we cannot eliminate the consciousness, we keep revolving, rebirth, rebirth again and again. We are born to the samsara. Chúng ta sinh để rồi chúng ta tái sinh luân hồi. Tại vì chúng ta không hiểu được. Nếu chúng ta hiểu được, chúng ta triệt tiêu liền. Đức Phật dạy từng bước ngài chứng đắc cũng vì ngài thấy rất rõ. Năm cái này là sắc thọ tưởng hành thức, ngũ uẩn. All five aggregate dictate our behavior, and everything we receive from the childhood keep continue put into our consciousness, and consciousness is here. It dictates how we see, how we feel, and how we perceive the thing, how we react. Cái thức là cái bộ nhớ, nó được huấn luyện từ nhỏ, cho nên nó nhìn cái vật theo cái cách nó muốn nhìn. Hôm nay chúng ta học cái cách nhìn là tu si, chúng ta mới học có chút xíu mà chưa thấm được. Nhìn cái này, nó nhìn như thế nào, rồi nó cảm giác như thế nào. Cũng như hồi nãy xin nói đó, cái quạt đó, nó không có giảm nhiệt độ, mình cảm thấy mình hạnh phúc hơn, rồi mình tưởng tượng, rồi á mình hành xử, cái não bắt đầu nó hoạt động, nó làm cho con người á thân khẩu ý phát sinh ra, rồi nó lại tiếp tục những cái này, nó lại làm ngồi cho cái này nữa, nó lại trứng cái thông tin đó vào trong cái thức. Everything we react, form, feelings, perception, mental perception, action, karma, come back to the consciousness. And it enriches the consciousness store. It accumulates the information in the consciousness store. Những cái sắc thọ tưởng hành, nó lại tiếp tục thông tin, nó lại đưa vào trong cái thức, và nó làm giàu trong cái thức, nó tích lũy thêm nữa. Và cứ như vậy, và nó chỉ đạo cái hành động của chúng ta hàng ngày mà chúng ta không hề biết, tại vì chúng ta quen nó, thuần thục với nó rồi. Đấy, thấy nóng thì kéo cái quạt, khát nước thì mở tủ lạnh. Cái thói quen, the habit, that habit dictates our life, the way we think, the way we do, even the way we see. If you see a monk, how do you feel? Feel good inside. But if you see the Catholic priest,
Nếu các bạn nhìn thấy một ông sư, các bạn cảm giác thế nào? Mà nếu các bạn nhìn thấy một ông linh mục bên Thiên Chúa giáo, các bạn cảm giác như thế nào? And if you see a cow guy, priest, chẳng hạn như một vị phối sân ở bên cao đài, thì quý vị sẽ cảm giác như thế nào? Ba ông này cứ là ông tu hết chứ, các ông nào tu đâu. Nhưng mà chưa chắc ông nào hơn ông nào, nhưng mà cái cảm giác của quý vị nó khác. Tại sao? Tại vì từ nhỏ tới lớn, các vị đã được quân tập sắc thọ tưởng hành thức để nhìn ông sư này thấy khác rồi. Nó ở trong cái đầu. Therefore, the form here is not the actual form, but the image of the form in your brain. Cho nên cái sắc này đó, mà Phật nói đó, không phải là cái sắc mà ở bên ngoài cây, cỏ, nhà, cửa, và tâm đàn bà, hay là con chó, con mèo. Không phải cái sắc như vậy. What the Buddha tried to talk to you is the image of the form. What you perceive in your mind about the object. Cái mà gọi là sắc á, chính là cái mà Đức Phật dạy chúng sanh á, là cái nó nằm ở trong đầu á. Về một đối tượng, khi bạn nhìn đối tượng trong đầu bạn thấy cái gì? You think, you can see me, you can think your lover, your family, your friend is wrong, oh wrong. Các bạn nghĩ rằng bằng con mắt các bạn có thể thấy sư, có thể thấy tất cả mọi người thân ứng. Điều đó hoàn toàn sai lầm. The Buddha said the eye cannot see and distinguish between men, women, dog, cat, no. The science also said the eye cannot see everything. The eye can only capture the color of the light. Đức Phật đã nói con mắt đó, nó không có nhìn được đàn ông, đàn bà, con chó, con mèo, cha mẹ đâu. Nó chỉ phân biệt được màu thôi. Ở trong bài kinh Loka Sutra đó, Đức Phật đã nói rõ như vậy. In the Loka Sutra, Buddha emphatically, categorically mentioned the eye can only distinguish the different color. Con mắt chỉ phân biệt được màu thôi. Và bây giờ khoa học nó cũng đồng ý là con mắt chỉ phân biệt được màu. And the next question is why we see men, women, parents? Why? The brain see, not the eye. Cái não chúng ta nó nhận biết, chứ không phải là con mắt đâu. You see the dead people, they still have the eye, but they cannot see anything. Các bạn thấy không? Cái xác chết ấy, con mắt nó còn y nguyên ấy, mà nó có thấy đâu? Nó thấy gì đâu, là tại vì cái não đã chết rồi, cho nên nó không thấy đâu. Cho nên chúng ta đừng lầm tưởng rằng con mắt tôi thấy cái nhà, cái cửa, thấy ông, thấy bà. Đó là điều lầm lạc. Chúng ta thấy bằng cái não. And how do we see the people? How do we see men, women? Man here, 1.6 meters, and the eye here, 1.6 meters, and the light coming to the man and reflecting to the eyes like camera. So what we see in our eyes is actually only 1 millimeter. Very little in our eye, like camera. And the image is turned upside down, is like this. Only little, at the back here. And how it turned back to 1.6? Cái người mà cao 1.6 ở trong con mắt, và trong cái màn đằng sau này nè, nó qua con người nó chiếu, nó chỉ có một ly vậy,
con mắt mình nhỏ xíu mà. Nhưng mà đó, cái màu não nè, nó có dây thần kinh nó nối lên đây. Và vì cái não đã nhận diện đó là người đàn ông, người đàn bà, đó là con chó, con mèo, nó đã nhận diện từ nhỏ tới lớn rồi, cho nên nó xoay cái hình này lại và nó nhận diện đây là cha tôi, đây là mẹ tôi. So the question is, consciousness reside here? Câu hỏi là cái thức đó, có phải nó nằm trên não không? Tại vì các thông tin này nó đưa lên não, cái não mới nhận biết đây là cha là mẹ. Tại sao quý vị không nghe được tiếng Pali? Là tại vì từ nhỏ tới lớn cái bộ phận tai này này nó không có nghe Pali, nó không có ở trong đầu, cho nên không nghe thôi. Tại sao quý vị nghe tiếng Việt? Là tại vì từ nhỏ tới lớn nó nghe tiếng Việt nó trứ ở trong đầu. Rất đơn giản. Why we see certain thing, hear certain thing and make sense of something? Because it has a previous collective information. The existence of collective information. Những cái thông tin này nó đã tập trung, nó đã có sẵn ở trong đầu rồi. Khi cái này rung động đưa vào, nó nhận biết, hai cái nó so sánh với nhau. Cho nên nó không có lầm lẫn, nó so sánh không có lầm lẫn. Nó không lầm lẫn giữa chồng mình với chồng hàng xóm. Hai người đàn ông mà không có nhà lòng hết. Tại sao? Tại vì cái này nó ở đây nó đã có rồi. I give you one example. A woman take five men to do shopping by herself. Một người đàn bà dẫn năm người đàn ông vào trong tiệm, năm người lớn cao lớn như sư vậy đó, vào trong tiệm mua cái áo sơ mi. One is a grandfather. Một người á là ông nội. Another one is a father. Một người nữa là cha. Another man, husband. Another man, friend. Another man, son. Trong cái ngày sinh nhật dẫn năm người đàn ông, năm người đàn ông ấy ta thích áo dẫn đi mua. Ông nội, cha, chồng, bạn, con trai, năm người đàn ông mà đều cao như nhau thứ sáu vào nữa. You have responsibility to select the shirt for each of them. They all know to you. Bạn có trách nhiệm phải chọn áo cho từng người, mà vì là thân tình quá cho nên bạn biết rất rõ tính từng người. Ông nội thích cái màu gì, loại vải gì, kiểu gì, cha mình thích màu gì, chồng mình thích màu gì, con trai mình thích màu gì. Mà con trai bây giờ nó cũng lớn rồi, nó không mấy tuổi, nó cao ngọc bằng nhau hết, bốn năm người đứng bằng nhau. You select each shirt. You know exactly which one for which man, for whom. Cái áo nào cho người nào bạn biết rất rõ, không có lẫn lộn. And each time you give the shirt to one man, your feeling is different. Not the same. Ngay cái lúc bạn lựa năm cái áo, rồi bạn cầm cái áo đưa cho một người đàn ông này, từng người, cái cảm giác của bạn khác liền, không bao giờ giống nhau. Trong một tiếng tắc thôi, cùng đứng ngay một chỗ, lựa năm cái áo xong đưa 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà ngay lập tức cái cảm giác của các bạn thay đổi liền lập tức. The feeling changes dramatically, continuously. Cái cảm giác, cái cảm thọ của các bạn khi đưa cho ông nội khác và đưa cho chồng khác đâu bao giờ lẫn lộn. Giữa ông nội với chồng
mà cũng không bao giờ lẫn lộn giữa chồng với con, cảm giác khác liền, nó rất là nhanh. Mà trong một tích tắc đó thôi, 2-3 phút thôi, thì quý vị thử tưởng tượng cái sự thay đổi giữa cảm giác đối với người chồng, đối với người con này nè, nó nhanh tới mức như vậy. It changed very quick. If we are not practicing meditation, we wouldn't know the changes it come into the consciousness. Tất cả những sự thay đổi đó hàng ngày, ăn uống ngủ nghỉ, những cái thông tin này đều đưa vào trong cái não. Và nếu chúng ta không quan tâm, thì chúng ta trở thành vô thức tiếp nhận những thông tin. If we are not practicing meditation, immediately we will collect all information in the consciousness and react accordingly. And that pattern or the habit of collecting all the information here, put in the consciousness and react accordingly, reaction, that cause samsara. Cái hành động từ nơi năm căn tiếp nhận các thông tin đưa vào trong cái thức, rồi á, cái thức lại á, tác động cho cái hành động nó chủ động, tức là thương ghét buồn vui phản ứng như thế nào, nó lại tiếp tục làm cho mình như vậy, tức là định kiến nó làm cho con người mình như vậy, và cái đó gọi là luân hồi, tại nó cứ chạy từ vòng một vòng ngoài, sinh diệt. We are in samsara during our lifetime, not waiting until we die. Chúng ta đã luân hồi ngay lúc chúng ta còn sống rồi, chứ không phải đợi tới chết mới đi luân hồi. Because we don't have the meditation, we don't have the knowledge, we don't have the experience, we don't have the wisdom about the consciousness, it will operate automatically by itself. Bởi vì chúng ta không có kinh nghiệm về cái thức, cho nên khi nó hoạt động, chúng ta làm nô lệ cho nó, và cứ như thế chúng ta xoay vần, cái cũ chồng lên cái mới chồng lên cái mới nữa. Cứ như vậy chúng ta trở thành ra một con người hoàn toàn khác. If every day you keep chanting, making dana donation, do the good thing, good act, and meditation, in a year to year, you become a good person. Because it changed the consciousness, and it keep feeding back to your behavior. You do the same thing again and again, you become a good person. Nếu mỗi ngày các bạn đều tụng kinh, rồi bố thí, rồi làm các hành động thiện, thì cuối cùng ngồi thiền, cuối cùng những cái thứ đó nó đưa vào trong cái thức, và cái thức này nó lại tiếp tục chỉ đạo cho các bạn trở thành con người tốt. The Buddha said, if you do positive way every day, it's like a person move from the darkness going to the room with light, and from the light to the lighter, the clear. Khi Đức Phật đó thấy như vậy, Ngài mới nói nó cũng giống như là các bạn quan tâm từ trong bóng tối ra bóng sáng, từ sáng ra sáng hơn, từ cái chỗ ngu trở thành nó ít ngu, rồi ít ngu trở thành nó biết, biết rồi trở thành thông minh, mình thông minh đó trở thành ra có trí tuệ. Nó cứ như vậy, nó tuần tự. So the accumulation of all information in the consciousness mean craving, reacting to the information. Nếu chúng ta tiếp nhận thông tin và chúng ta phản ứng trở lại, cái thông tin qua năm căn
five sense organ. Mắt tai mũi ta tiếp nhận thông tin, information. And we react to the information. Because we react, we create liking and disliking. Vì cái thông tin nó đưa vào hàng ngày, hàng giờ, quý vị đừng tưởng ngủ là không có đâu, ngủ nó vẫn đưa vào được. Thế thì thông tin nó thông qua năm căn, rồi chúng ta phản ứng lại để chúng ta sinh ra cái thương ghét. Thương ghét đó, tên thuật ngữ nhà Phật đó, thì gọi là tham, sân. Bản chất là thương với ghét thôi. Thế thích đó, thì muốn nữa là tham, còn không thích đó, thì muốn đẩy ra né thì là sân. Đơn giản vậy thôi. Nói theo thuật ngữ bình dân đó là thương ghét, mà nói theo thuật ngữ nhà Phật đó tham sân. Danh từ nghe nó ghê gớm. We have a different terminology to describe liking and disliking. The mental formation in our brain. Những cái thứ đó nó nằm ở trong cái não của chúng ta, thích thì ghét, tham sân. Và tiếp tục cứ tham, cứ sân. Continuous accumulation of greed and anger. It means craving. Và sự tiếp tục một cách vô thức về tích lũy những cái thương với ghét này chính là tham ái. Ghét đến tham ái nó hai mặt đồng tiền, không có dễ đâu. Now we come back to the critical point here, the information. If the information coming in and if it translated into craving, tất cả những cái thông tin đưa vào qua cái tiến trình này thì nó trở thành là tham ái. The next question is, what are they? Nó là cái gì? Thông tin nó là cái gì? Cái thông tin là cái gì mà làm cho chúng ta ưa thích? Đấy. Để rồi chúng ta tham ái, chúng ta phải nhận rõ được cái mặt cái thằng cướp này nè, chúng ta mới bắt được. Còn không có là chúng ta làm thôi. Uống rượu là hút thuốc thấy thích quá. Tất cả những cái đó nó đưa vào trong năm căn và chúng ta phản ứng là thích thì ghét. Có người uống rượu cũng hoài, uống thuốc cũng hoài. Nó trở thành thói quen và ưa thích đam mê. Nhưng người không hút thuốc thì thấy người ta hút thuốc là chạy, thấy cả uống rượu là chạy. Giống như sư cô của con gái đệ tử nó lớn tuổi, nó nói sư phụ ạ, giờ con sắp sửa đi lấy chồng, bây giờ sư phụ nghĩ sao cái ngày đám cưới? Nó nói được rồi, tôi dẫn mình vào tiệm mỹ phẩm mua nước bông nước hoa, tại thấy nó cũng không học đàng hoàng thì bảo nó đi mua tiệm mỹ phẩm. Vừa mới tới ngay cái cửa tiệm mỹ phẩm nó ói ra thật luôn đấy. Hỏi sao vậy con? Nó hôi quá không chịu nổi, nó bị điên này. Tới lúc đó sư ngộ ra một điều, nó bán cá, nó sống ở trong cái chợ cá hàng bao nhiêu năm, cho nên bây giờ thấy cái mùi này là hôi đối với nó, mùi cá là cái mùi quen của nó sống trong cảnh giới nó quen rồi. I have the a female disciple, and she's selling fish in the market. She gets used to fish and smell. One day she's going to get married. She asked me to help. I took her to the perfume store, and she vomited, and she said, "Ugly smell." Because she get used to the fish market, not to the perfume stock. So she live in that, she indoctrinate herself in a consciousness. Tất cả những cái thông tin mà chúng ta nhận thông qua năm căn hàng ngày nó tích lũy để cho chúng ta trở thành cái con người đó mà chúng ta không biết. The next question is, what kind of information? What is the character of the information? Cái bản chất của cái thông tin này nó là cái gì? Nó là mùi thơm, mùi thúi hay là tiếng khen, tiếng chê? Có phải không? Không phải.
tiếng khen tiếng chê, mùi thơm mùi thúi là tại cái não này là nó phân tích. Thực sự ra những cái đấy nó chỉ là những cái vibration. All the information is just a vibration to the light, to the sound. Tất cả những cái mà chúng ta ghi nhận được nó chỉ là những sự rung động mà thôi. Chùm ánh sáng là nó rung, chùm âm thanh là nó rung. Và nó rung thấp, rung cao, rung dài, rung ngắn. Và cái não của chúng ta nó quen rồi, nó phân biệt rất nhanh như cái máy vi tính này. Nó phân biệt được sau ngày, biết đó là tiếng chửi, biết đó là tiếng khen. Tại vì cái não nó quen rồi. Cái não nó quen rồi. Thế thôi. Chứ còn thực sự cái bản chất của những cái thông tin này chỉ là những sự rung động từ những chùm ánh sáng, từ những chùm âm thanh. Và những sự rung động này nó chỉ đến cái lỗ tai, cái màng nhĩ và đến cái con người thôi, chứ nó không có đi vào não. Nhưng mà từ não, từ cái mắt đó, nó có cái dây thần kinh, nó lại nối tiếp rung theo cái đà đó, tiếp nhận cái rung đó đưa lên não. Và não quen cái chiều rung đó rồi, cho nên đó, nó ưa thích, thỏa thích. Đức Phật dùng cái chữ gọi là thỏa thích đam mê. The Buddha said, because you are subject to vibrations, and because you develop the liking attitude, mental liking attitude, therefore you like it more. You accumulate your liking. It called desire. Desire to have more. Bởi vì các bạn đã thỏa thích ở trong cái đó, cho nên các bạn muốn nữa. Và nếu muốn không được thì khó. If you are not satisfied your desire, you suffer. And very simple. The truth is, never you will have satisfaction. Sự thật là không bao giờ các bạn có thể thỏa mãn. Why? Because every time you want more, you want a higher volume, higher degree. Tại sao vậy? Tại vì nó làm cho các bạn một cái thói quen. Các bạn muốn nhiều hơn, muốn lâu hơn. Các bạn không bao giờ hài lòng với cái đã có. Thí dụ ăn một cái tô phở, cuốn cái tô như vậy, ăn 5 ngày chắc chắn là các bạn dùng tới cái ngày thứ 5 đó là thấy nó dở ẹp. Cuốn người ta nấu như vậy, nhưng mà cái cảm giác của các bạn khác. Nhưng mà nếu cái chủ tiệm nó thay đổi, nó làm kiểu khác, ngon hơn, các bạn ăn sẽ thấy khác. Tức là các bạn đòi hỏi cường độ tăng lên và chất lượng khác đi, các bạn mới chịu. Giống như hệt là không được. Cái cảm xúc này nè, nó thay đổi. Mà cảm xúc này đó là một trong cái ngũ uẩn. The feeling is one of five aggregates. It changes over time. It accumulates over time. And it has a desire to want more. So if we are subject ourselves to the feeling, which is a craving, and then we run into the great hunger, craving, craving, and we want sensuality dream. Nếu các bạn ưa thích cảm xúc như vậy và nó cứ tích lũy như vậy và các bạn không hiểu được nó, không nắm được nó, thì các bạn quân tập, karma là quân tập, thói quen ưa thích giống như cái nghiệp. Thì ở trong cảnh giới này, ưa thích cái mùi vị, cái âm thanh, cái sự rung động, tất cả đều là sự rung động. Ưa thích cái sự rung động này thì tiếp tục tái sanh trở lại trong cái cảnh giới của dục giới. Nói dục giới cũng đúng, tại vì nó chỉ là sự rung động mà mình thỏa thích trong đấy. Đức Phật dùng chữ thỏa thích. The Buddha said, indulging into the desire, indulging into luxury. Đức Phật dùng cái chữ thỏa thích, tức là mình mê mẩn ở trong cái cảnh giới đó. Giường mình nằm nó phải êm, mình thích mình nằm ngoài, mình chịu dậy. Thí dụ vậy đó, ở trong phòng mà có máy lạnh, thì mình ưa thích cái máy lạnh đó, thì nó muốn bước ra. Tất cả những cái đấy là những cái cột chân mình. Và khi mình thỏa thích trong đấy, thì mình sẽ tái sanh vào trong cái cảnh giới là dục giới, ham muốn, ưa thích. Sometimes, do you feel funny in the morning? You wake up at 3 o'clock and your mind says,
Wake up, do meditation. Maybe today we die. What are we going to do? What are we going to be? A dog? Cat? Try to meditate. Buổi sáng, có nhiều khi quý vị thức dậy 3 giờ sáng, quý vị dậy, ngồi thiền đi. Phật dạy, không lo ngồi thiền, nó thành con chó, con mèo, sao? Nó chết sáng nay sao? Cái thức nó dậy vậy. However, the body said, no, relaxing, enjoying. The brain is the good one, smooth, keep sleeping. Cái trí của mình á, cái thức nó kêu thức dậy đi, sanh tử là hệ trọng. Nhưng mà cái thân của mình á, nó nằm trên giường, cái giường em quá. Bây giờ thức dậy không chịu nổi, khó chịu. Therefore, we have the battle between the consciousness, the wisdom, and the man. Cho nên chúng ta có một chiến tranh giữa cái trí tuệ và cái giường. Và chúng ta thường thường thua cái giường, đau đớn. Or when we lose it again, we keep sleeping, and then we lose our wisdom. We accumulate the bad habit to react, and it called craving. We chúng ta thích cái giường. If we like the bed, we like smell, we like the we call the sixth sense smell. And if we like it, it's called the sensuality realm. And we create the karma, we like it, we come back. If you go out, your mind remember your house, your room, your kitchen. Khi các bạn đi đâu, thì cái tâm của các bạn, cái nhớ đây nè, nó làm cho các bạn nhớ nhà, nhớ tới cái phòng, nhớ tới cái giường. Ngủ chỗ khác không thích, nhớ lại cái giường của mình. At that point in time, you are actually craving sensuality. Ngay cái lúc mà các bạn nhớ như vậy, là cái cảm thọ đó đã đưa các bạn bị đầu độc và trở lại cái cảnh dục giới. Không cần phải nằm trên giường đâu, chỉ cần nghĩ đến nó thôi. Khao khát muốn quay trở về cái chỗ cũ của mình ấm cúng là lập tức mình bái sanh về cảnh đó rồi, cái thức nó quay đấy rồi. The Buddha say very simple: the trees, if it lean towards a particular direction, when it die, it will fall on that direction. Đức Phật dạy rất đơn giản: cây lúc sống nghiêng về hướng nào thì khi chết nó sẽ đổ về hướng đó. Nếu chúng ta ưa thích cái cảnh giới giường chiếu tranh nhà cửa vợ chồng con thì khi chết chúng ta sẽ tiếp tục đi cái cảnh giới đó. Ông sư mà ưa thích chùa thì ông cũng sẽ tiếp tục đầu thai trở lại đây để ông có cái chùa. If a monk's like a temple, he will reincarnate, reborn to be a monk again with the bigger temple, many disciples. The same, no difference between lay people and the monks. Không có gì khác biệt giữa cái người tu với cái người thường. Nếu các bạn thích cái gì các bạn quay lại. Ông sư vẫn thích chùa, thích đệ tử, thì giờ tu hành ông có phước kiếp sau tiếp tục tái sanh rồi ông có cái chùa lớn, đâu có đệ tử đâu, với điều kiện là ông có phước đó. Ăn cơm đàn na tín tí mà không tu đàng hoàng là mất phước liền, chứ không phải dám chơi. Ăn hộp cơm lên mà khoái thích ăn rớt ngay lập tức, nó không có đơn giản. You have to be mindful in whatever action. All the monks contemplate every moment. Các sư đều là trong chánh niệm, từng bất cứ cái việc gì cũng đều cẩn thận. À, nhấc tay, nhấc chân, ăn, ấy thích, ấy ghét, đều phải cẩn thận. Tại vì mình biết nếu mình sơ hở, mình tiếp tục tái sanh.
Nếu mình đủ phước mới làm hai chân mới làm sư trụ trì. Còn nếu đủ phước là không chừng cũng làm con chó bốn chân đó ở trong chùa. Tại vì nó mến chùa thì nó cũng là con chó, nhưng mà nó ở trong chùa. Và vì hằng ngày tu học thì sẽ được người ta cho ăn, thì con chó cũng được cho người ta cho ăn. Con chó sẽ ở trong chùa, con chó giữ chùa. Và trong kinh chép rất nhiều trường hợp các ông sư tu mà không biết rớt xuống làm chó giữ chùa là chuyện bình thường, chuyện không gì lạ. There's no difference between a lay person and a monk unless we are seriously commit ourselves to the practice of Buddhism, clearing our mind, clearing our thought, clearing our action, and we know every moment, we know the consequence of our action. We have to know. Mỗi một sát na quý vị đều phải biết cái việc quý vị làm, cái việc quý vị nhìn, cái việc quý vị ngửi, cái việc quý vị nói sẽ dẫn tới một cái quả. Có nhân thì có quả. Quả đó là gì? Tái sanh. Và nếu ưa thích nơi cảm thọ các sự rung động thì tái sanh vào cõi dục giới. I have written the books here, very small. Because my experience is that I wrote about 500 pages, nobody read it. Sư viết nhiều sách lắm, có những quyển 500-600 trang đưa cho mấy người đệ tử, mấy người sư cô ở trên Lâm Đồng. Lên rồi gặp nó 10 năm sau á, thấy quyển sách nó để trong tủ mừng lắm. Nói, ủa, sách của sư còn để đó, cái sư, sách sư phụ cũng phải để đó. Cái tò mò kêu nó mở ra. Thì nó còn mọc kiếm còn đi nguyên, nó chưa gỡ giấy bóng ra. Hỏi tại sao mà con không mở ra, con tục rồi con học rồi coi cho nó sư nói cái gì. Nó nói con để đó con thờ. Rồi xong chưa. Nhưng giờ làm sao giải thoát. Cho nên bây giờ sư rút kinh nghiệm, sư viết một bóng này thôi mà chưa chắc là đã đặt 20 trang. Đây là làm sao chuyển hóa tham ái, làm sao chuyển hóa từ cái tánh thú, cái tánh ham ăn, ham ngủ, lười biếng của mình để trở thành ra con người cao thượng, con người đi trên con đường thánh giả, con đường của Đức Phật. Có chút xíu này thôi. Mở đầu rất đơn giản, Đức Phật kể lại câu chuyện Đức Phật vào trong một cái nhà rằng thấy người ta đang ăn gà. Đức Phật rầy với người chủ nhà, nói cái con gà đó là bố mày đấy. Ông nói con này con gà, ông đừng có mê ăn rồi ông xúi tôi bỏ đi để ông ăn. Đức Phật nó không, bố mày chết đầu thai làm con gà, tại vì ân oán ngươi biết ngươi cứ làm thịt người ăn. Còn người vợ của ngươi đó, thực sự là mẹ ruột của ngươi trong kiếp trước. Tại vì ân ái, tham ái với nhau cho nên kiếp này thành vợ chồng. Cho nên trong này xin nói rất rõ, kiếp này vợ vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con. Nếu chúng ta sợ những cái đó, chúng ta tu mới nổi. Còn chúng ta còn ưa thích những sự xúc chạm, ôm ấp, ngủ nghe ăn uống thì chúng ta rớt vào cái cảnh giới gọi là dục giới, tiếp tục tái sanh. Có phước đủ thì hai chân, thiếu phước thành bốn chân. À, vậy thôi. Bốn chân nó cũng sinh hoạt tam nữ chứ đâu phải con mèo, con chó nó không có sinh hoạt. Nó cũng có khao khát của nó chứ, cũng nguy hiểm chỗ đó. Cho nên nó không quỳ quý vị. It's up to you to select and make up your destination. It's up to you to determine what you want to be. It's up to you. It's up to you. Tất cả đều do quý vị. Quý vị có sự chọn lựa. Quý vị muốn thành cái con gì trong tương lai, muốn được như thế nào là do quý vị chọn lựa. Can you do it? Yes, you can. Do you want to do it? I'm not sure. Có thể làm được không? Chắc chắn làm được. Hỏi quý vị có thể chuyển đổi được từ người trở thành thánh, thành chư thiên không? Được, Phật nói được hết. Giết 999 người như Ngài vô não mà còn chứng A-la-hán à. Killing 999 people Angulimala still become A-la-hán. Practicing Buddha teaching seriously and he became A-la-hán. Ngài vô não giết 999 người làm đệ tử Đức Phật và nghe lời Đức Phật thực hành đúng pháp cũng chứng A-la-hán. You can do it. And if you do it, you will win. But the next question is, would you do it? I'm not sure. Câu
Câu hỏi kế tiếp là Đức Phật dạy như thế, làm như thế thì sẽ chứng đắc được giải thoát. Nhưng mà câu hỏi kế tiếp là các bạn có muốn làm như vậy, có thích làm như vậy không? Xin thưa với các bạn, sư không có chắc chắn câu trả lời. Tại vì giường chiếu mà mùng ăn ngủ chồng con tiền và nhà xe áo quần, kể cả ông sư là cái áo của bà đệ tử tới thì thấy thích, bà đệ tử tới thì thấy buồn, tất cả những cái đấy đều là cảm thọ và dẫn các bạn vào trong cảnh dục giới. Các bạn đang sống trong cảnh dục giới, sống ở trong chùa là cảnh dục giới hết, nào tượng Phật, nào nhang, nào khói, nào chuông, mà cứ nghĩ mình đang sống ở niết bàn thì đó là sự lầm lẫn lớn, là vô minh. Nói theo tập ngữ dân gian là quá ngu chứ mà ngu buồn vừa ăn à. Rồi, suy nghĩ tới đây cũng đủ rồi. I think that's enough for the my lecture today. Okay. Unfortunately, anybody who is not committed to study at the beginning, you lost the track, but I try to capture a little bit. Những người nào không may mắn đến nửa chừng ngày hôm nay thì sẽ thiếu những cái bài đầu, nhưng mà sư sẽ cố gắng đem một chút xíu để cho quý vị hiểu về đề tài này. Và liên tục cho tới ngày 7 cho ngày 6, sư vẫn còn tiếp tục hướng dẫn một ngày hai bài để cho quý vị rõ ta từ đâu đến, ta sẽ đi về đâu, ta làm như thế nào để ta đi đến cái nơi ta muốn đi, gọi là nơi giải thoát, nơi không còn đau khổ tái sinh. Kiếp này vợ chồng chồng, kiếp sau mẹ mẹ con, nếu quý vị không tu khéo Phật dạy như vậy, và không phải một trường hợp hằng hà xa số. This life is husband and wife, next life mother and son, because of the craving. That's all. Any question? Có câu hỏi gì không? Ok, mời bác. Nam mô Buddha. May the Dhamma talk be lucid for few minutes. Cũng có xin một thầy, xin cơ thầy để có thể là trở nên nhớ được một chút, một vài phần thôi. Nhớ? Yes. Few minutes. Okay. About 2-3 minutes only. Chỉ 2-3 phần thôi. Because I would like to advocate for everything here in the world. Bởi vì con muốn mình mà con muốn biện hộ trong số mà chúng ta đang nghe cũng rất là tội nghiệp của con. Vì sao? Vì từ nãy giờ thì we have heard you talk about the organs, the senses, and everything in the world. Chúng con đã nghe thầy giảng tương tâm về căn bệnh, về trầm thì và đây con thấy con bị thế này, con thấy tội cho mấy cái đó. Vì sao đó? First example, cái ví dụ men always like the women in clothes less. Ví dụ như nam giới thì lại thích phụ nữ trong cái tình ảnh này, không có phải. But this thing is, you know, very, very important. Because the image of the closeness, less of the women, is that, you know, they are innocent. Bởi vì cái cảnh tượng mà của người phụ nữ, giới nữ mà không quần áo đó, thì họ chính là cái đó vô tội. For example, everything natural we give out. For example, chili is the hot, weather is cold, summer is hot, ice is cold. It's the characteristic of everything we receive from the nature and universe. Mọi thứ chúng ta nhận được ở pháp giới này, vũ trụ này, đặc mạng, tài giặc, đặc mạng, tài đặc trụ, thì nó phải là như vậy để mới là cái đức tính của nó. Ví dụ ớt phải nóng, nước đá phải lạnh, mùa đông phải lạnh, ngày phải nóng. Và our organ, for example the eye,
It is innocent. Cái cơ quan mắt của chúng ta nó cũng vô tội luôn. Vì sao? Because its responsibility is to receive the color, the image. But the criminal here, the doer, is you say consistent. So why do we cling to the consciousness? Why not? Why not to hate more over? Not to love. Tại sao chúng ta? Có nghĩa là đừng để cho cái đó nó lôi mình đi. Tại sao phải ghét mà hơn nữa thì thôi đừng thương nữa. Because everything, for example, I pray you, bless you. For example, in the truth, ở chữ thật đó thì mọi thứ đấy. For example, you are nameless. Chẳng hạn như bây giờ mặt mà chân lý đó thì con nói thật, con xin sư tha tội. Con nhìn sư đây. I don't know how to call the name because you have no name. I try to borrow a name to call you, but I can't. Con cố gắng con mượn cái gì đó, một cái tên cho con gọi sư mà không thể được. For example, I can't call you female monk. Nên con không thể gọi sư là ni được, mà con cũng không có gọi sư là tăng được. Vì ở đây thực tế sư không có tên gì để con gọi được. Vì thế mà tội chi mà con phải đi theo cái consciousness, tại vì là tại sao mà đi theo cái thức này như vậy đó. Thì ở đây con xin lấy chủ yếu my main submission here you to tolerate. Con xin sư từ bi rộng lượng với những cái mà chúng ta đang sống ở đây. Cái này là tại vì chúng ta phải khởi ra cho chúng ta, tại chúng ta tập ra thương ghét, chúng ta bảo rằng cái đó là của mình, cái đó là của mình, cái đó là của người ta. Why not think you yours? Why not think mine? Why not think they have the position? Not me, not them. There is no I, you, so pray for me. Thank you very much. We are here. Why I'm here? Why I'm here? Because I want to be here. I want to exist. Existence. I want to exist. I want existence. Tại sao tôi có mặt ở đây? Tại vì tôi muốn tôi có mặt ở đây. Thí dụ nè, bây giờ quý vị đi tới một cái chỗ nào đó du lịch, mà cái chỗ đó nó dơ giấy, rồi nó bóc lột tiền, rồi nó cướp bóc. Rồi bây giờ bảo quý vị đi lại đó, chuyến nó đi, quý vị chắc chắn là không dùng đi. Because we like this place, we like the body. We like our body, that we keep coming back to have the body, the same place here. It's just about the feeling. It's nothing. It's just a feeling. Cái cảm giác về cái chỗ này. Tại sao cô con gái bán cá người ta thích ở trong chợ cá? Tại vì nó thích đó, nó cảm giác, nó cảnh giới đó là của nó. Con chó tại sao nó thích được cái cầu tiêu? Tại vì cảnh giới đó là của nó. Con dòi nó thích cái xác chết là cảnh giới của nó. Chúng ta thích cái thân này là cảnh giới của chúng ta. Cái thân này chính là cảnh giới này nè, chứ mà cảnh giới đâu xa. Và cảnh giới đó là thọ lạc đấy, những cái cảm xúc dục lạc chúng ta đang, nó nằm trên thân thôi, nó nằm đâu? Nó nằm ngoài à, nóng lạnh rồi là cay đắng hay buồn vui này kia, nó nằm trong hết. Cảnh giới ở trong này. Thế tại sao mà chúng ta tiếp tục tái sanh có mặt ở đây, để rồi tiếp tục làm, để rồi thọ nhận, để rồi tiếp tục đưa vào trong cái thức để tiếp tục tái sanh nữa? Là tại vì chúng ta có hai điều kiện Đức Phật nói: vô minh và tham ái.
The Buddha said very clearly, because you have the craving and ignorance, therefore you exist in this life and continue doing the same if you are not clearing your ignorance and craving. If you don't know them, how can you clear them? If you don't know them, how can you destroy them? Nếu các bạn không biết bạn muốn nó là cái gì, làm sao các bạn tiêu diệt nó được? The law in the universe is everything is just energy. Nguyên tắc ở trên cái vũ trụ đó là tất cả đều chỉ là năng lượng. Therefore, there is no disappear or appear, no birth or death. Cho nên cái nguyên tắc thực sự là không có sống và chết, không có sinh và diệt. The only transformation of the character or the energy chỉ là sự chuyển biến của năng lượng. Transfer from one body to another body or the exhibition. Trong cái trạng thái này sang trạng thái khác, nó chuyển đổi thôi, chứ nó không có phải sống hay chết đâu. Hồi lúc quý vị mới sinh ra có 2 kg, bữa nay 60 kg, vậy thì cái 2 kg nó còn sống hay chết? Nếu nói rằng nó chết là sai, mà nếu nói rằng nó sống thì nó nằm đâu? Cái 60 kg mà, thấy không nè? Thế thì cái sống cái chết là tất cả đều là năng lượng, nó tích lũy lại. Và khi chết, thực sự là dùng danh từ chết là thực sự nó chuyển đổi cái năng lượng đó và nó sang cái dạng khác, nó hình thái khác. Trong kiếp này, nếu quý vị rộng lừa bố thí, tính tình cương quyết, tu tập là nam tánh, nữ thân, mà nam tánh, nữ thân và nam tánh thì kiếp sau chắc chắn nó tích lũy như thế này thì chắc chắn là mang ra thân nam. Nếu có tái sinh phải mang thân nam thôi, tại vì cái tâm của mình là tâm nam, cương quyết, cứng rắn, độ lượng, bao dung, tha thứ, thì kiếp sau phải mang thân nam, tại vì cái hướng đó nó quen rồi, Phật dạy cây lúc sống như thế nào đổ được đó. Còn thân nam bỏn xẻn, chấp nhất, nhỏ mọn, ích kỷ, rất là tâm thân nữ, thì kiếp sau sinh ra mang thân nữ thôi, chạy đông trong khói. Thế tự mình chọn, chứ không phải ai chọn cho mình. Thế thì chuyển hóa làm sao? Ta chuyển hóa từ tham, nó là một dạng năng lượng, nó rung, ta diệt nó không được đâu. Nó chính là ta, không có diệt được tham. Quý vị nào đi tu mà nói tu diệt được tham là chuyện đó, là nói chuyện trên trời dưới đất hay ở hành tinh khác, không phải ở đây. Phật dạy tham chuyển hóa ra thành là từ bi, tức là cũng cái tâm thương muốn nhiều nhưng mà trải cái đó chia sẻ. Mình có từ bi hỷ xả để đối trị cái tham sân si. Tất cả đây là năng lượng, nhưng mà nếu khéo léo thiền xảo tu hàng ngày, bắt tay cũng đều tu, chứ không phải tu ở chùa, không phải tu tụng kinh. Mà ngồi thiền là ngồi thiền để cho nó lắng động, nên mắt người ta nên mỗi nó có cái tuệ, tức là cái sự nhận biết của mắt. We meditate to train our eye, our ear, our nose to see properly. We have the samadhi, we have the correct view, correct thinking. Therefore, we develop the, we cultivate the compassion, loving kindness, joyness, and equanimity. Chúng ta tu tập cái tham sân si, nó là một năng lượng, nó là chính chúng ta không thể nào tiêu diệt nó được. Chúng ta chỉ chuyển nó thôi, là cái từ bi hỷ xả. Thí dụ đây là gạo nè, đây là rau nè, nhưng mà nó là tham sân si. Nay chúng ta biết cách chúng ta nấu nướng chuyển hóa thì đây nó ra là hủ tiếu nè, bánh xèo nè, gạo ta ăn được, ăn vào đau bụng, tham sân si là khổ. Nhưng mà nếu ta chuyển hóa nó thành hủ tiếu bánh xèo, ăn được ăn ngon nhé. Tức là chuyển hóa tham sân si thành từ bi hỷ xả, là tứ vô lượng tâm, và đó là cái mục tiêu của đạo Phật. Chứ không phải diệt cái này, diệt nó nổi, nó là ta mà, ta giết ta thì làm sao tốt. Cho nên nhá, when you meditate, you see the sensational feeling, the greed arise, anger arise, ignorance arise, illusion arise, you know, you recognize it. As soon as you recognize the greed, anger, and illusion, immediately you cultivate wisdom.
Khi các bà nhận diện được tham sân si trong từng sát na khi ngồi thiền hoặc là đi kinh hành, thì lập tức các bạn đã phát triển cái tuệ. Và cái tuệ này đó là tuệ ngắn thôi, có lúc có lúc không, có lúc biết, có lúc không biết. Sometimes we know, sometimes we don't know. Sometimes we have the wisdom, sometimes we don't have the wisdom. Why? Because we haven't trained ourselves perfectly. Chúng ta chưa có huấn luyện cho chúng ta hoàn hảo, cho nên có lúc chúng ta thấy, có lúc chúng ta không thấy. Mà nếu chúng ta tiếp tục ngồi thiền liên tục, thì cái thấy này đó, nó thay vì ví dụ như được biểu diễn như thế này. Hàng ngày có lúc thấy, lúc không. Nhưng mà nếu chúng ta ngồi thiền đó, thì nó như thế này. Nó chưa liên tục được đâu. Tại vì ngồi thì ngồi, chứ vẫn nhớ nhà, nhớ xe, nhớ bạn, nhớ bè, nhớ cà phê, nhớ thuốc lá ở ngoài. Những cái giờ mà nó đi ra ngoài đó, là cái chỗ hở này nè. We keep building up, accumulate the wisdom through meditation practice. Continuously. Therefore, we can see the thing clearly as it is. Without the wisdom eyes, we cannot see it clearly. We see everything under the vibration, under the illusion, under the karma, under the habit. Nếu chúng ta không có con mắt trí tuệ, chúng ta sẽ nhìn mọi việc theo định kiến, biên kiến, giáo dục, phong tục, tập quán, gia đình, đủ mọi thứ, nó khiến cho chúng ta nhận thức về cái việc đó như vậy. It's very simple. I think that's enough for today. Every day we learn a little bit. Mỗi ngày chúng ta học một chút, không có bảo đảm là chúng ta học hết được. Tại vì Phật nói 49 năm mà ông sư mà nói một tiếng ngồi mà nói hết thì em giỏi hơn Phật đã truyền tới trường tào lao chứ không có. The Buddha gave a teaching in 49 years during his lifetime. Don't expect me to give the full lecture in half an hour. It's wrong. Okay, now we pray to the Buddha, we pray a prayer dedication. May all the merits cultivated through our learning Dhamma and practicing the Dhamma meditation under the guidance of the Buddha will be shared to all gods and men. Cầu nguyện cho tất cả những phước lành do sự tu học thanh tịnh của chúng con và giáo pháp của Đức Từ Phụ và thực hành giáo pháp của Ngài được chia đều cho chư thiên và loài người.